hạnh phúc ngỡ như suốt đời, hẹn ước xanh đôi vừa chào sao đánh rơi. Tình yêu và cuộc đời tôi bỗng dưng nay sao rồi bời, dày bờ vai mà chúng ta giờ không thành đôi. Kế bên đây thôi mà trái tim quên mất rồi, giờ ký ức anh và em theo gió trôi. Người anh nhớ lắm, thương lắm, cớ sao giờ cảm thấy xa xôi. Hình dung anh luôn thân quen, nhưng cảm giác chẳng phải lúc xưa. Vừa ngày hôm qua em vốn dĩ vẫn luôn là người cất bước đi cùng anh, ngờ đâu yêu thương mong manh. Để giờ đây em như lữ khách ngang cuộc đời nhưng không bên anh. Anh hôm nay không còn em đứng bên cạnh. Cảm ơn anh. Em có sao không? Dạ không, cũng may là nhờ có anh nên là em không sao hết. Dạ. Em trong ekip tổ chức chương trình tối nay hả? Ừ, dạ đúng rồi. Còn anh là... Anh là Lâm. Anh là trưởng phòng marketing của Candy. Rất vui được biết anh. Em là Mỹ Anh. Em có việc phải đi rồi. Hẹn gặp anh sau nha. Trời ơi, có chừng bể. Anh thiệt, làm gì cũng phải nói tôi một tiếng. Tôi phụ chứ. Bể sao được bể? Cô làm như tôi là con nít vậy, đi theo canh chừng hoài. Anh á hả, cái xác lớn thôi, tính tình á chẳng khác nào con nít đâu. Trời ơi, tôi mà không đi theo chằng ràng nhắc nhở anh nó nghe, lỡ nó thuộc tay, nó bể cái rồi tính sao đây đó. Nè, cái này là đồ cổ đó nha. Anh nhắm coi, anh có khả năng mà đền cho chị hai tôi không? Không ấy, cô tự làm luôn đi. Ê, nè nè, rồi tự một mình tôi sao tôi làm được. Anh đừng có quên, tôi á là cô chủ của anh đó nghe. Biết rồi. Biết rồi thì làm đi. Cô làm quá, tôi nộp đơn xin nghỉ đó. Hả, bị dọa hoài. Nghỉ, nghỉ luôn đi. Bực bội. Má, bộ cô chú ngày nào cũng cãi lộn vậy hả má? Ờ, hai cái người này nè, một ngày mà không cãi nhau á là ăn không có ngon. Rửa đi. Ngày mai đám giỗ ba con á, Hồng ấy cô Út với chú Phúc xin ba con cưới nhau luôn đi. Mình dọn về chung nhà, mình cãi nhau cho đã. Cái con nhỏ này, Út mà ở chung với cha nội này hả, chắc có ngày tất bể phổi mà chết quá à. Không có đâu, ở chung với tôi vui lắm. Vui gì? Thiệt đó. Má, hả? Hình này là diệt cúc hả má? Ờ. Dì đẹp quá à, mà lại chết trẻ, không chồng không con.
Sao thấy thương dì quá à? Dì Cúc thương hai chị em con lắm đó nha. Coi tụi con như là con của dì vậy đó. Mà nhất là con đó Minh Anh. Chị nghe rõ chưa? Dì Cúc thương chị nhất á. Cho nên mai mốt cái nhiệm vụ á, dỗ quải lo hương khói cho dì Cúc á, là chị lo được cái đùng đẩy cho tôi à. Trời, chị đâu có đùng đẩy cho em bao giờ đâu. Đúng á, từ nào tới giờ Út chỉ có thấy con đùng đẩy cho chị của con thôi. Út làm chứng nè. Nữa rồi đó. Bây giờ bắt đầu mọi người sẽ xúm xích nhau lại rồi lên án con, đúng không? Cái cảnh tượng này là con thấy quen lắm rồi. Thôi tốt nhất là con đi trốn đây. Nhiều khi con không biết con phải con ruột của má không nữa. Con thấy má lụm con ở ngoài đường về nuôi á, tủi thân ghê. Thôi kệ nó đi, đừng có chấp nó nghe con. Anh Cảnh, em xin anh mà, anh đừng có đi, anh đừng có bỏ em mà. Nga, anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng anh không thể bỏ rơi Cúc trong hoàn cảnh này được em à. Cúc đang mang thai con của anh rồi. Hơn nữa, em cũng biết người mà anh yêu từ trước tới giờ là Cúc. Vậy là từ đó tới giờ anh chưa từng có tình cảm với em sao? Anh rất quý em, cũng rất mang ơn em. Trong những ngày anh đau khổ vì mất liên lạc với Cúc, em là người đã giúp đỡ anh, an ủi động viên anh, cho anh có động lực mà sống tiếp. Anh cứ nghĩ khi sống chung cùng nhau thì tình cảm sẽ nảy sinh, nhưng ông trời thật éo le, lại xui khiến cho anh với Cúc gặp lại nhau. Gặp lại nhau giữa lúc Cúc đang gặp hoạn nạn, cần người để nương tựa. Và bây giờ thì anh với Cúc sắp có con với nhau rồi em à. Anh không thể bỏ rơi Cúc được. Còn em thì sao? Anh nói em phải làm sao đây? Em đừng lo, nhà cửa, ruộng vườn anh giao lại cho em hết. Em vừa xinh đẹp lại giỏi giang, có nhiều người để mắt tới em. Em hãy quên anh đi và làm lại cuộc đời. Được rồi. Chị hai ơi, anh muốn đi thì anh đi đi. Anh đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đừng để tôi gặp lại anh. Chị hai, sao chị không nói là chị của Minh Hai đi chị? Sao chị không nói vậy? Nói đây làm gì hả em? Liệu có giữ được anh hai của em ở lại không? Khi mà lòng người ta luôn hướng về người khác. Người mà anh hai của em thương cũng đã có thai rồi. Nếu phải lựa chọn giữa hai người, chắc anh ấy cũng chọn đứa bé kia thôi à. Còn đứa nhỏ trong bụng chị, nó cũng vô phước thôi. Vô phước như chị. Vô phước thôi em à. Chị hai. Má ơi. Ơi con. Để con phụ má nha. Ừ. Lần này á, má gói mấy trăm cái bánh ít luôn, coi như là dỗ xong á là để đây nè, rồi biếu bà con hàng xóm, rồi một phần nữa là để cho hai chị em con biếu bạn bè. Hả? Dạ, bạn con ai cũng thích bánh ít của má làm hết á. Mỗi năm nhà mình có hai cái đám giỗ của ba với của dì Cúc, bạn con lúc nào cũng nhắc con phải mang bánh ít lên hết á. Thì má biết mà. Năm nay á, giỗ ba con trùng ngay ngày thứ sáu. Như vậy là hai chị em con ở lại chơi với má tới chiều chủ nhật mới đi, đúng không? Dạ. Ủa sao vậy con?
Có chuyện này con quên nói với má. Chuyện gì vậy? Má à, trưa mai là con phải lên thành phố lại rồi. Cái gì mà sớm dữ vậy con? Trưa mai là chỉ mới có thứ bảy thôi mà. Dạ, con xin lỗi má. Chuyện gì mà xin lỗi má? Chuyện gì hả? Dạ, con có bạn trai rồi má. Thiệt hả con? Dạ. Má mừng quá à. Sao không đưa bạn trai con về đây để cho má với cô Út biết mặt? Dạ, con cũng muốn thưa chuyện với má, nhưng mà nhà bạn trai con lại đột xuất mời con tới dùng cơm. Má ảnh muốn biết mặt con. Má đừng có giận con nha. Tuần sau con nhất định sẽ đưa ảnh về thăm má với cô Út. Má không có giận con đâu. Mà nhớ nha, tuần sau là đưa bạn về đây chơi, biết chưa? Dạ. Vậy thôi, dỗ xong rồi á, con cứ lo sửa soạn đồ đạc về trển trước đi nghe. Mà nhớ, tới nhà người ta là phải giữ ý tứ đàng hoàng nha con nha. Dạ, con hồi hộp quá má ơi. Má dặn hờ con vậy thôi. Chứ con gái của má đã chín chắn, đã đoan trang rồi. Má tin là người ta sẽ hài lòng khi mà gặp con. Má. Được rồi, chiều mai anh sẽ tới phòng trọ đón em. Thắp cho bác trai nén hương giúp anh nha. Nhớ ngủ sớm đó. Anh nhớ em lắm. Anh hai, nói chuyện với ai gương mặt rạng rỡ quá vậy? Người yêu phải không? Con gái con đứa vô phòng anh hai không chịu gõ cửa gì hết trơn. Ủa sao em phải gõ cửa? Đây là nhà của em à. Anh hai không nhớ ngày xưa mình ngủ chung tại vì anh hai sợ ma hả? Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ là bây giờ. Làm ơn biết điều lịch sự giùm tôi một cái đi cô ba. Đợi anh hai lấy vợ về rồi thì tự nhiên cô ba này sẽ biết điều về lịch sự thôi. Sợi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhổ. Con nhỏ này, anh không có giỡn nha. Được rồi, anh thua, chịu thua. Chịu thua, tha cho anh, tha cho anh, tha cho anh đi. Nhỏ này. Thiệt tình. Anh hai. Gì? Em nôn quá. Ngày mai được gặp chị dâu tương lai rồi. Không biết chị dâu là người như thế nào hả? Anh hai khó tính như vậy mà lọt được vô mắt xanh của anh hai. Tò mò ghê. À, vậy là mục đích của em qua đây là điều tra về chị dâu tương lai đúng không? Không, em qua với mục đích khác. Là gì? Anh hai. Gì? Chuyện em là con gái của chủ tịch trong công ty ít người biết lắm đúng không? Đúng rồi, đó là yêu cầu của em trước khi vào làm ở công ty mà. Nhưng mà có khi nào bị lộ thông tin không? Em yên tâm đi, chỉ có anh với ba và một vài người biết rõ lai lịch của em thôi. Nhưng mà đã căn dặn rồi, không được tiết lộ. Vậy thì em yên tâm rồi. Em muốn đi lên bằng chính thực lực của mình. Em không muốn làm cái bóng của anh hai với ba đâu. Anh rất quý em ở điều đó đó, Ngọc Vân. Ôi trời ơi là trời. Ôi mỏi quá. Trời ơi đã cái lưng. Bày đặt dỗ quải chi không biết nữa. Làm lụng sáng giờ mà muốn chết luôn. Trời ơi. Còn nhỏ này. Má sao đánh con? Con không có được nói tầm bậy tầm bạ như vậy nữa. Một năm chỉ có một ngày dỗ, là để mình tưởng nhớ người đã khuất, mà cũng là dịp để cho người thân trong gia đình tụ họp lại với nhau. Con có làm gì đâu mà con than thở mệt. Con nhìn chị con kìa, từ trưa tới giờ quần quật có than thở gì đâu. Ai nói với má là con không làm gì? Mới ớt bộ móng đẹp muốn chết luôn vậy đó. Cô bắt rửa chén chạy xuống hết trơn, tháo ra luôn rồi nè. Vậy mà kêu người ta không làm gì. Hình như con không phải con của má hay sao á. Trời, con nhỏ này. Con nhỏ này. Ê da, con nói không đúng hả? Nè, qua đây, nhìn. Nè, thấy không? Chị em song sinh gì mà hai mặt nè, không giống gì nhau hết trơn. Tính tình cũng không giống luôn. Thiệt tình.
Má. Ồ, con biết rồi nha. Má lụm con ngoài đường vậy nuôi phải không? Hay là con á là con của ba với lại ba tình tình của má nên má ghét con đúng không? Nó xàm gì đó, nó xàm gì đó. Nói nữa, quýnh nữa. Lụm cái gì mà lụm? Má còn đẻ con ra, Út nè chính là người đầu tiên ẵm con, chứ chuyện ở đâu mà lụm ngoài đường. Bây giờ mệt muốn ngủ phải không? Ngủ đi, mày nằm xuống liền, ngủ liền giùm đi. Ngủ liền nghe, không ngủ liền bị đòn bây giờ à. Tối nay trời không có muỗi, cả nhà mình ngủ trên tấm ván này đi. Lâu rồi con không có được ngủ chung với cả nhà mình như hồi nhỏ. Ờ ha, được á chị hai. Nhà mình à, nằm ở đây, mình thức mình nói chuyện tới sáng luôn chị. Ờ, đúng rồi nha chị hai. Trời ơi, thôi ai muốn làm gì làm, đừng có giành mình của con à. Thôi thôi, kệ nó đi. Con á thì lo ngủ sớm đi, trưa mai còn qua nhà bạn trai để ra mắt nữa. Thức khuya vậy á là mặt mũi hốc hác, không có đẹp đâu. Ờ ha, sao Út quên chuyện này ta. Đúng rồi, con ngủ đi con, ngủ cho thẳng giấc đàng hoàng, để lúc mình ra mắt á, cái nhan sắc mình nó rạng ngời, nó rực rỡ. Nghe con, ngủ đi. Dạ. Trời đất ơi, qua nhà bạn trai ăn có tô cơm mà làm quá vậy. Thôi kệ nó đi má, tánh nó xưa giờ dậy rồi, con quen rồi, không sao đâu. Nga đó, Nga làm tôi hết hồn. Kim đâm vô tay rồi nè. Tôi xin lỗi nha, không có ý đâu, đừng giận tôi nghe. Món nợ máu này tôi ghim trong lòng rồi đó nha, ở đó mà xin lỗi. Được rồi, nợ máu thì phải trả bằng máu. Nè, tay nè, đâm lại đi cho nó huề. Không đâu, để dành đó, đặng sau này tính thêm lời lãi. Trời ơi, nay bày đặt thiêu khăn nữa ta. Wow, chim liền cánh, hoa liền cành, ghê nha. Ủa mà bình thường đâu thấy Cúc xài loại khăn này đâu, sao hôm nay thêu vậy? Tôi thêu tặng anh Cảnh. Tuần sau ảnh lên đường nhập ngũ rồi. Vậy hả? Ừ, tôi nghĩ hoài á mà không biết nên tặng cho ảnh cái gì. Cuối cùng thì tặng cái này. Ừ. Mặc dù tôi có nghe người ta nói là không có nên tặng khăn cho người yêu, tại vì tặng khăn thì sẽ chia ly, khăn lau nước mắt. Nhưng mà tôi không tin đâu, mấy cái đó là mê tín dị đoan thôi, đúng không Nga? Ờ, đúng rồi. Chứ biết bao nhiêu người họ quen nhau rồi chia tay, họ có tặng khăn cho nhau đâu. Đúng rồi, tôi nghĩ y chang Nga vậy đó. À, hồi trước Nga có nói với tôi là Nga thương thầm anh nào á, giờ anh biết chưa? Anh có người yêu rồi. Thấy chưa, tôi đã nói với Nga rồi, thương ai á thì phải nói cho người ta biết, mà Nga không chịu nghe. Tại tôi không có tự tin, với lại tôi mới học hết lớp 9 à, nhà tôi nghèo nữa. Tôi thấy xung quanh ảnh có nhiều người xứng đáng hơn tôi.
Họ ơi, nhìn cưng chưa kìa. Trời lạnh như vậy á là phải đắp cái mền sẽ kín vô thì ngủ mới ấm được. Ôi, trời, thương thương nha, đừng có khóc mà. Đợi Út ra giặt mớ tả xong rồi vô ngủ với con nha. Nghe chưa, ngoan đó nha. Thôi, em đi học bài đi, để đó chị giặt cho. Từ chiều giờ em quần quật với má con chị rồi còn gì. Không sao đâu chị, em giặt mớ tả cũng nhanh lắm. Bà bác sĩ dặn chị á là chị phải nghỉ ngơi thì mới đủ sữa cho em bé bú được. Chị không nhớ hả? Cưng nha. Anh về rồi đây, mở cửa cho anh đi Nga ơi. Nga, Nga ơi, mở cửa cho anh đi Nga. Út Linh ơi, mở cửa cho anh hai. Hình như là anh hai. Anh hai về kìa chị. Anh hai về, chị hai ơi. Nga ơi. Út Linh ơi. Anh hai. Út Linh. Nga. Nga luôn. Nga. Nga. Tôi trong nhà đi Nga. Ngoài này lạnh lắm Nga. Nga ơi, làm ơn đi mà. Em đi vô trong học bài. Dạ. Nga ơi, mở cửa cho anh vô đi Nga. Làm ơn đi em. Tôi đã nói rồi mà, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nga. Nga ơi, em muốn trừng phạt anh bằng cách nào cũng được, nhưng xin em hãy thương cho đứa bé. Nó vừa chào đời đã phải mất mẹ rồi. Em với Cúc từng là bạn bè thân thiết mà. Anh xin em thương giùm con của Cúc đi Nga. Nga ơi, anh nghe anh nói đi Nga. Nga ơi. Út Linh ơi, mở cửa cho anh hai. Để em cho chị. Anh hai. Năm đó, anh ẵm con bé trở về. Em cắn răng nuốt hết hờn ghen vào lòng. Cứ tưởng được cùng anh làm lụng nuôi hai đứa nhỏ tới ngày khôn lớn. Ai dè, mới có được mấy năm, nỗi đau xưa chỉ mới bắt đầu dịu lại.
thì một lần nữa anh lại bỏ má con em để đi theo chị Cúc. Má con em bị bỏ rơi không chỉ một mà tới hai lần. Nếu biết mình không còn cả cha lẫn mẹ, chắc là con đau lòng lắm. Đã bao nhiêu lần má muốn nói hết sự thật cho con biết, nhưng rồi má không nỡ. Đừng trách má nghe con. Mình vô nhà đi em, ba má với Ngọc Vân đang chờ đó. Ừ, ba má, anh hai dắt chị hai về rồi kìa. Con nhỏ này, ngồi xuống đi. Lớn rồi mà như con nít á. Sao hôm nay má khó quá vậy? Dạ ba má, con dẫn Minh Anh về ra mắt ba má nè. Dạ, con chào hai bác. Đây là chị Minh Anh, bạn gái của anh. Còn đây là Ngọc Vân. Hai chị em làm quen đi. Đúng như em dự đoán, chị thiệt là xinh đẹp quá đi. Cảm ơn em nha. Chị nghe anh Hải đang kể nhiều về em rồi, chị cũng thấy em trên hình. Không ngờ ngoài đời em còn xinh hơn trên hình nữa. Thiệt á chị? Thiệt. Tới rồi thì ngồi xuống đi. Qua đây ngồi đi em. Con ngồi chơi, chị giúp việc đang dọn cơm, lát nữa ăn cơm với gia đình nha. Dạ, để con phụ một tay nha bác. Con là khách, cứ ngồi xuống, uống nước nói chuyện là được rồi. Dạ. Nè, hai chị em con ở trên đó, chị con có người yêu cũng mấy năm rồi. Chẳng lẽ con thấy được mặt anh rể tương lai của con sao Mỹ Anh? Trời, anh rể tương lai? Chắc gì hai người đó cưới nhau đâu mà anh rể. Chắc con tưởng ai cũng giống như con á, thay người yêu như thay áo hả? Mà không có trả lời câu hỏi của Út vậy. Bộ Minh Anh nó cũng giấu con luôn hèn sao? Không có. Mấy lần á bà kêu con ở lại để gặp mặt cái ông đó nhưng mà con không có hứng thú gì hết. Út thấy không, cái bà chị hai quê mùa cổ lỗ sĩ của con á, thì cái ông đó cũng y chang bà, gặm chi chán thí mồ. Con á, gặp ai con cũng chê hết trơn. Đương nhiên, sau này chồng của con á phải là một người đàn ông giàu có, tiếng tăm. Nếu không á, con thả vậy còn hơn. Nè con, ha, trèo cao là té đau đó. Vậy Út nói cho con nghe coi, theo Út thì con nên lấy một người đàn ông như thế nào? Chỉ cần mình lấy được cái người mình thương nè, người đó cũng một lòng một dạ thương mình nè, người ta chịu khó làm ăn nè, là một người tốt nè, có sức khỏe nè, chăm sóc gia đình là hạnh phúc rồi. Không nha, không nha, đó chỉ là ước mơ của mấy người bình dân giống như Út thôi. Còn con nè, con là diễn viên, tuy là bây giờ con chưa có tiếng tăm, nhưng mà chắc chắn sau này con sẽ nổi tiếng, con sẽ trở thành ngôi sao hạng A. Đến lúc đó thì cái người đàn ông đi với con cũng phải tương xứng với con chứ, đúng không? Câu này á Út nghe quen tai lắm rồi. Từ cái hồi con còn học phổ thông lận, tới giờ á con cũng làm MC mấy chương trình như là Thôi Nôi nè, Đầy Tháng nè, rồi Tiệc Cưới. Con cũng có làm diễn viên điện ảnh. Ban đầu ai cũng làm quần chúng hết trơn á, mà con làm quần chúng á mấy năm nay rồi, cứ lạng tới lạng lui, lạng trước lạng sau, diễn viên chính không hả? Út thấy á, thà như con xin vô làm công ty giống như chị con vậy đó, cuộc sống nó ổn định hơn. Thôi mệt quá, Út đừng có coi thường con, tại thời vận của con chưa tới thôi. Rồi chừng nào nó mới tới? Sắp rồi. Cô Út chống mắt lên mà coi, tới lúc đó cô muốn gặp con cũng khó á. Thì cô Út cũng ráng chống mắt lên coi, để tới cái lúc mà xếp hàng được gặp con. Thì chị con phải tốt hơn không? Chứ gì đó nổi tiếng đâu, thấy toàn thấy tai tiếng không.
Cô Út. Út nói bâng quơ, kệ Út đi. Út không có ý gì hết trơn á. Không có ý gì hết nghe. Em có cảm giác ba má anh không có thích em. Sao lại không thích em? Em đó nghe chưa hả? Em lo lắng quá rồi suy nghĩ nhiều thôi. Mà anh nói rồi, lỡ như, anh nói lỡ như thôi nha, nếu mà ba má không đồng ý, anh cũng sẽ thuyết phục đến khi nào ba má đồng ý cho anh cưới em mới thôi. Nhưng mà em không muốn tại vì em mà anh với ba má xảy ra những chuyện không có vui. Nghe anh nói nè, không được nghĩ lung tung, không được buồn nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Anh nói được sẽ làm được mà, anh hứa chắc chắn đó nha. Em cứ yên tâm, đợi tin vui của anh, biết chưa? Ừ. Vậy mới ngoan chứ. Liền giữa đất với trời là những sợi mưa long lanh, long lanh. Nối liền giữa em với anh là muôn ngàn sợi nhớ. Em nằm co ro trong mưa gió, anh đến bên đời nghiêng nắng cho em. Anh nhất định không nói với thằng Hải Đăng sao? Bây giờ mà mình biểu nó cắt đứt mối quan hệ với con bé, chắc chắn nó sẽ không nghe đâu. Mắc công gia đình mình lại xào xáo. Em cứ để chuyện này anh lo cho. Nếu không biết con nhỏ, chắc là em đã rất vui mừng. Kêu con trai mình mau đưa nó về nhà. Nhìn con nhỏ xinh đẹp, trong sáng như vậy, tại sao lại... Ba má, con vô được không? Vô đi con. Có chuyện gì vậy con? Dạ, con muốn hỏi ba má là ba má thấy Minh Anh làm sao? Ngồi đi con. Dạ. Má thấy con nhỏ cũng xinh đẹp, hiền lành, hiểu chuyện nữa. Dạ, nếu như mà ba má tiếp xúc nhiều á, ba má sẽ thấy Minh Anh có rất nhiều điều hay. Xem ra con yêu con bé đó rất nhiều. Dạ, con yêu Minh Anh lắm. Ngoài Minh Anh ra, con không thể yêu người con gái nào khác. Con đã tìm hiểu kỹ chưa? Con bé ấy có tốt giống như bề ngoài con nói hay không? Ba cũng biết thời buổi bây giờ có rất nhiều cô gái khi chưa đạt được mục đích thì rất là tốt, chừng đạt được rồi thì mới lộ rõ bản chất. Ba con nói đúng đó. Trước khi cưới phải tìm hiểu cho kỹ nha con. Điều gì sai mình cũng có thể sửa được, nhưng lấy sai người cho dù có sửa cũng để lại nhiều hệ lụy lắm con à. Chuyện hôn nhân ba má để cho con tự quyết định, nhưng con phải thật là sáng suốt. Dạ, con biết là ba má lo lắng cho con cho nên ba má mới nhắc nhở như vậy. Nhưng mà ba má yên tâm đi, con với Minh Anh biết nhau từ thời đại học, tính tình của cổ ra sao con rành lắm. Nhưng con cũng đừng quên, chuyện gia đình cũng rất quan trọng. Gia đình con bé đó ra sao?
Điều này thì ba má càng yên tâm. Mặc dù ba của Minh Anh mất lúc hai chị em mới 6 tuổi, nhưng mà má với cô Út vất vả nuôi hai chị em ăn học nên người. Dạ, tuy gia đình họ nghèo nhưng mà họ rất lương thiện. Thôi được rồi, tạm thời là như vậy đi. Ba má, cho con xin phép, con với Minh Anh được cưới nhau. Được rồi, được rồi. Thời gian bây giờ, ba với con tập trung vào việc thu mua công ty Trường Hải, sau đó ba sẽ để cho con quản lý. Sau việc của Trường Hải rồi, lúc đó chúng ta mới tính tới chuyện cưới hỏi của con, được chưa? Sao rồi anh? Ba má nói sao? Anh làm em hồi hộp quá. Ba má không hề phản đối chuyện tụi mình. Em mừng quá anh ơi. Sao? Em hết lo chưa? Yên tâm chưa? Phải ngủ sớm, ngủ thật ngon. Ngày mai tụi mình gặp nhau. Dạ, anh ngủ ngon. Em ngủ ngon. Mình có nên gọi điện báo cho má với cô Út biết không ta? Mà thôi, từ từ đi đã. Alo, tôi nghe. Tôi là ba của Hải Đăng. Dạ, con là Minh Anh đây ạ. Ngày mai cô gặp riêng tôi có chút chuyện. Sao bà ấy lại hẹn gặp mình? Tại sao tự nhiên mình lại có cảm giác bất an như vậy chứ? Ủa, bộ bánh bị gì hả con? Đâu bị gì đâu. Ủa, chứ sao thấy con mở hết hộp này tới hộp kia vậy? À không có, con ăn thử mỗi loại ăn cái coi nó làm sao. Thiệt, hết nói nổi nhỏ này. Con Út, lát gì? Nữa con lên Sài Gòn, nhưng mà con hết tiền rồi, con Út cho con mượn đỡ nha. Xin tiền thì xin đi, còn bày đặt mượn đỡ nữa. Có bao giờ con mượn đỡ rồi con trả cho Út chưa? Út này kỳ quá à. Tại con chưa có chứ bộ. Thì Út cứ ghi sổ đi, mai mốt con nổi tiếng rồi con trả cho cô Út đầy đủ cả vốn lẫn lời luôn. Thôi Út cũng cầu cho Út sống tới ngày đó he. Út này cứ vậy hoài à, không bao giờ động viên con đường câu á, chán muốn chết. Nè, cất, xài nhín thôi nghe. Trời ơi, cô Út nghĩ sao vậy? Cô đưa con có nhiêu đây mà kêu con xài nhín nữa. Bộ có tưởng ở đây là 10 triệu hả cô Út? Trời đất ơi, con có biết cô Út bán bao nhiêu lâu mới lời được nhiêu đó không? Còn chưa có kể chi phí này nọ nữa. 1 triệu mà con còn chê. Cái con nhỏ này thiệt tình hả? Nè, Mỹ Anh, Út nói nghiêm túc nghe. Con á, con chưa có làm ra tiền mà con xài như vậy á là phung phí lắm á nha. Út nói cho con biết là Út không có thể nào cứ lo lắng cho con vậy hoài được đâu. Con thấy chị hai của con không, nó đi làm mà nó còn đem tiền về lo cho mẹ của con nữa. Thôi, mệt quá, con nói hoài nhức đầu quá. Nè, sao vậy cô Út? Lại bị con Mỹ Anh xin tiền nữa hả? Lần nào nó về mà tôi không tốn tiền cho nó đâu. Cũng tại cô Út hết á. Tôi đã nói rồi, thương cháu kiểu như cô á, chẳng khác gì hại nó. Nó lớn rồi, không lo được cho gia đình thì thôi,
lại còn cứ về rút rỉa hoài vậy sao được. Phải để cho nó chịu cực chịu khổ á thì nó mới biết lo. Người ta nói rồi, có đói á thì đầu gối mới biết bò. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà khổ nổi, nó mê cái nghề đó mới ngặt chứ. Mà muốn nổi tiếng á thì phải đầu tư quần áo nè, son phấn nè, mà đâu phải cứ đầu tư là nổi tiếng được đâu. Tôi khuyên nó hết lời rồi mà nó có nghe đâu. Chịu thôi. Chị mang cái này vô đây đúng không? Ừ, để tôi mang giùm cho. Vậy nhờ cô gửi trưởng phòng giùm tôi. Ừ, đừng lo, tôi làm được mà. Anh Lâm. Tôi tới đưa cái này cho anh Lâm. Ừ, cô để lên bàn anh Lâm đi. Tôi chờ được mà. À, anh Việt Lâm đi họp rồi, không biết khi nào mới quay lại. Cô liệu có chờ nổi không? Vậy thôi. Tôi gửi. Gia đình chúng tôi đã chọn được vợ tương lai cho thằng Hải Đăng. Chị khóc hả? Làm gì có. Chị á, phải học theo tôi nè, biết chưa? Không có cần đàn ông, mắc mớ gì phải khóc vì mấy thằng đó. Mình không thể buông tay anh. Tình yêu này mình và anh đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, không thể vì chút khó khăn mà buông bỏ được. Tối nay bác Hợi, bà của Phương Linh, có mời gia đình mình đi dùng cơm. Con không được vắng mặt đâu đó. Để em chỉnh lại cho anh nha.